chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em nhân tiện em sưu tập được cái bông lan hồ điệp rất là đẹp, chớp rất là đẹp luôn ạ. Đó, chớp bò sữa rất là đẹp. Mà cái dòng này á, là em rất là thích luôn. Cho nên sau khi em sưu tập được thì em sẽ thay chậu cho nó. Và em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị cách mình trồng cái chậu lan hồ điệp đang hoa mà nó sống 100% nha. Nếu cô chú anh chị yêu mến em thì hãy đăng ký kênh để xem những cái chậu lan hồ điệp của em nó phát triển như thế nào. Trước tiên là em sẽ cho nó vào cái chậu nước. Mục đích em sẽ cho nó vào cái chậu nước này này là em sẽ dùng ngón tay em đẩy nó lên rất là nhẹ nhàng luôn nha cô chú anh chị. Dùng ngón tay đẩy lên lấy ra rất là nhẹ nhàng. Sau đó em sẽ cho nó vào cái chậu nước. Đó. Và em sẽ lấy bớt ra 2/3 dớn. Mục đích mình ngâm nước như thế này là dớn nó sẽ rất là mềm ra. Em sẽ loại bỏ bớt dớn ra thôi. Loại bỏ bớt chứ không phải là lấy hết hoàn toàn nha cô chú anh chị. Vì là nếu mà mình lấy hết hoàn toàn á, cây nó đang có hoa đó, sợ nó sẽ ảnh hưởng tới tới ngọn hoa. Và em trồng cách này á, thì hoa nó cũng được mấy tháng nữa nó mới tàn đó cô chú anh chị. Chắc cũng phải được 2 tháng nữa. Tại bình thường em trồng thì 2 tháng hoa nó mới tàn. Cây này mới nở 2 hoa thôi. Và hôm nay em trồng cái chậu này em thích lắm cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nên gỡ nhẹ nhàng ra nha. Đó, em gỡ rất là nhẹ nhàng luôn những cái rêu này này. Làm sao mà nó đừng có ảnh hưởng đến rễ. Và cách để cô chú anh chị mua lan hồ điệp về mình trồng sống á, là những cái đầu rễ của mình này nó còn phải hồng này. Nó rất là đẹp luôn. Đó, nó rất là đẹp luôn á. Nó không hề bị hư, bị thui gì hết. Khi mình ngâm nước rồi á, nó rất là mềm. Cái rễ nó rất là mềm và cái dớn nó rất là mềm. Và cái rễ nó sẽ nhả ra, mình sẽ lấy nhẹ nhàng dớn ra. Như vậy á, thì cây lan của mình nó không hề ảnh hưởng gì hết. Hồi xưa á, em trồng lan hồ điệp á, thì em không biết, em cứ để vậy em gỡ ra thôi. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới bộ rễ rất là nhiều. Và bây giờ thì em có chút ít kinh nghiệm hơn thì em chia sẻ với cô chú anh chị. Mình ngâm nước rồi mình lấy rất là nhẹ nhàng luôn á. Và nó không hề bị ảnh hưởng gì hết. Cô chú anh chị thấy những cái đầu rễ non của nó này, em trồng nó vẫn phát triển tốt nha. Em trồng nó vẫn phát triển rất là tốt. Em sẽ ráng chăm sóc cái chậu lan này. Vì những cái bông hoa mà mình sưu tầm á, thì mình em sẽ lấy làm sao mà còn khoảng 1/3 dớn nữa là được. Không nên để nhiều quá. Vì nếu để nhiều quá sợ là nó bị đọng nước, nó sẽ hay dẫn đến hiện tượng là bị thối gốc và bị thối rễ. Sau khi lôi ra xong á, nếu mà cô chú anh chị mà thấy cái rễ nào ví dụ như nó bị hư, bị thối thì nên cắt bỉa bỏ đi rồi mình hẵng trồng nha. Em sẽ đi lấy cái kéo để em tỉa bớt mấy cái đầu rễ hư này đi nè. Rồi em sẽ trồng lại. Đó. Ở trong cái nó dớn nó rất là nhiều, mình nên lôi bớt ra. Nó nhiều quá nó đọng lại, nó sẽ gây ra hiện tượng là bị úng rễ đó cô chú anh chị. Nó sẽ phát triển chậm hơn. Mình chăm sóc theo chế độ của gia đình mình á, mình nên bỏ bớt ra. Em làm như vậy nhưng cây lan của em vẫn phát triển tốt vì là nó cũng ít đọng đến rễ lắm. Em đã chia sẻ cách trồng này rất là nhiều rồi. Đó. Như vậy là được rồi, em sẽ đi lấy cái kéo và em sẽ tỉa bớt đi. Xong rồi. Những cái đầu rễ nào, ví dụ đầu rễ non này nè cô chú anh chị, mình nên tỉa bớt đi nha. Nó bị đen rồi, bị đen tức là nó đang hiện tượng bị hư rồi đó. Mình cắt mình bỏ luôn đi. Chứ để nó sẽ lây lan nấm mốc á, sẽ không tốt cho cây lan. Đó. Xong rồi đó. Em để bớt, em sẽ để một ít dớn này thôi ha, để cho nó giữ cái rễ. Cái chỗ nào mà dớn nó bó sát quá thì em loại bỏ luôn. Đó. Không phải là mình loại hết nhưng mà vẫn đó, như thế này là được rồi. Bây giờ em sẽ bắt đầu trồng này. Hôm nay em sẽ sử dụng chậu nhựa. Chậu nhựa, chậu này thì thoáng lắm, thoáng gốc lắm thì cây lan nó ít hạn chế bị thối gốc cô chú anh chị ạ. Và em sẽ sử dụng vỏ thông to xuống dưới nha. Rồi em sẽ đặt cái chậu lan hồ điệp vô. Đặt làm sao cho nó nổi cái gốc lên. Nó nổi cao cao lên.
Và cô chú anh chị nên cho hướng hướng này là hướng đông và hướng này là hướng tây nha, đông tây, còn hai đầu lá là nam và bắc để tránh cái lá hồ điệp nó bị vặn. Nó sẽ rất là đẹp. Còn nếu nó bị vặn nó sẽ xấu đó cô chú anh chị ạ. Nó sẽ ảnh hưởng á. Đó, bây giờ việc còn lại của em là em chỉ cho chèn vỏ thông vô nữa là xong. Cái cây lan hồ điệp thì nó có sẵn cái này rồi thì em cắm nó, em cột nó vô cái ti này thôi. Đó, em chỉ kẹp cái kẹp vô cái chậu này thôi đó. Né những cái mắt ngủ này ra nha cô chú anh chị. Mình né những cái mắt ngủ này ra vì mai mốt nó có thể ra hoa từ những cái mắt đó nữa. À, mình cho làm sao cho cái cây lan hồ điệp của mình á, nó vào chính giữa chậu nó sẽ rất là tốt nha. Nó sẽ vô chính giữa chậu. Rồi việc còn lại là mình chèn vỏ thông nhẹ nhàng vô là xong. Cô chú anh chị vỗ nhẹ nhàng xuống nhá. Đó. Và như thế là chậu lan của mình sẽ rất là thoáng. Nếu mọi người mà muốn treo ở chỗ, bây giờ trước tiên trồng là mình để cho nơi thoáng mát, 2 ngày sau em mới tưới nha cô chú anh chị. Và em sẽ cho một chút xíu rêu mỏng này này. Mọi người có thể tái sử dụng cái rêu cũ cũng được, còn em thì em dùng cái rêu mới luôn. Tái sử dụng thì cô chú anh chị phải xử lý qua Bencona nha. Mình rải lên một chút lên bề mặt thôi. Để khi mà cây lan bén rễ mình cho phân tan chậm. Rải một chút xíu lên bề mặt và mình sẽ cho chút xíu nữa cái vỏ thông nhỏ lên trên. Vỏ thông nhỏ thì cô chú anh chị nên xử lý qua Bencona hoặc là rửa bằng nước vôi trong ngâm bằng nước vôi trong á. Đó, như vậy là em đã trồng xong một chậu lan hồ điệp rồi. À, bây giờ em mời mọi người cùng ngắm nha. Dạ đây ạ, à. Đó em đã trồng xong rồi và hoa thì rất là đẹp luôn. À, hoa này rất đáng để sưu tầm nha cô chú anh chị. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi.